Vào ngày 9 tháng 6, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia xác nhận chính phủ sẽ theo dõi tình hình đại dịch COVID-19 trong 2 tháng tới trước khi chuyển sang giai đoạn bình đẳng hữu. Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Bộ trưởng Luhut Binsai Pesathan cho biết số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày của Indonesia trong 3 ngày liên tiếp gần đây ở mức 500 ca và tỷ lệ xét nghiệm dương tính đã tăng từ mức 0,5 đến 0,8% lên 1%, dù vẫn thấp hơn mức tiêu chuẩn 5% của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ông cho biết đã báo cáo Tổng thống Joko Widodo về việc giám sát diễn tiến lây lan COVID-19 trong tháng 6 và tháng 7 trước khi thay đổi tình trạng đại dịch của đất nước thành bệnh đặc hữu. Theo Bộ trưởng Luhut, nếu đại dịch COVID-19 được kiểm soát thành công trong 2 tháng này, Indonesia có thể thông báo chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu trong ngày Quốc khánh 17 tháng 8 tới.